Hoan hỷ chào mừng quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp ngày hôm nay. Trong không khí hân hoan của những ngày Tết sắp tới, thay mặt cho ban biên tập chương trình, mình được tử vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị. Một mùa xuân mới đã sang, chúc cho tất cả nhà nhà an vui, chúc người buôn bán sinh lời, chúc người công chức lương thời tăng cao, chúc cho sức khỏe dồi dào, tiền tài dư dả chỉ vào chẳng ra, chị em xinh đẹp như hoa, cả năm may mắn đẹp ra từng ngày. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là tử vi tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979, đúng tháng 1 âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Tháng vạn sự cát lành, bao nhiêu vất vả của năm cũ qua đi, nay được đền đáp vàng xuân chói lóa, vận trình được quý nhân trợ lực, người thân giúp sức, việc gì cũng trôi chảy, thuận lợi, có thể làm nên sự nghiệp hiển hách, đón nhận nhiều vận may bất ngờ, đổi đời như ý. Sách trời ghi rõ, tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, Thảo Giã Chi Dương, tháng 1 âm lịch, đón lộc xuân mới, được trời thương Phật độ. Biết được thiên cơ, giải hung hóa cát mà gặp thời đổi vận, tiền bạc cứ thế ào ào đổ về nhà, giàu có hết phần thiên hạ. Quý vị thân mến, những ngày cuối năm đang cận kề, nhiều người hy vọng mình sẽ vượt qua tất cả những khó khăn trong hiện tại. Nếu như không thể công thành danh toại như mong đợi, thì ít nhất cũng được tận hưởng cuộc sống bình yên, nhẹ nhàng, không lo âu phiền muộn. Tử vi học có nói, trời sinh mỗi người mỗi số mệnh, không phải ai sinh ra cũng gặp được nhiều may mắn. Nếu như ai đó gặt hái được nhiều thành công đều là do họ nỗ lực không ngừng mà có được. Trong năm mới Giáp Thìn 2024 âm này, có nhiều con giáp được trời ban cho nhiều phước lành, cuộc sống từ bi cực cũng được giải quyết ổn thỏa. Đặc biệt bước sang tháng 1 âm lịch, con giáp tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 sẽ gặp được nhiều may mắn, họ không những được trời ban cho nhiều phước lành mà còn có thần tài và quý nhân phù trợ. Làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió. Khởi đầu năm mới con giáp này sẽ tìm được cơ hội hoàng kim để đổi đời, muốn gì được nấy, cuộc sống từ nay về sau sẽ thăng hoa và thịnh vượng. Hãy cùng theo dõi hết video ngày hôm nay của Minh Đường Tử Vi để xem vận trình chi tiết từng phương diện của con giáp này sẽ biến động như thế nào trong tháng 1 âm lịch này quý vị nhé. Quý vị thân mến, khi bước vào tuổi trung niên, người ta già đi, thiếu năng lượng trong khi cuộc sống có quá nhiều thứ phải lo đối với họ. Đôi khi cần dốc hết sức mình để giải quyết cho chu đáo và một cách mỹ mãn. Trong cuộc sống của những người trung niên, chỉ cần trong lòng họ còn những trách nhiệm, họ vẫn phải chịu đựng những muộn phiền, mệt mỏi. Mọi người đến với thế giới này với trách nhiệm và sứ mệnh của riêng mình, tìm kiếm một cuộc sống và hạnh phúc cho riêng mình. Con người ở tuổi trung niên càng nhiều trách nhiệm trong cuộc sống, khi một nhà lãnh đạo cần giống như một nhà lãnh đạo giỏi, khi một nhân viên được yêu cầu giống như một nhân viên tốt, một người cha phải như một người cha tốt, một người chồng phải như một người chồng tốt, một người vợ phải như một người vợ tốt. Thật không dễ dàng để một người trung tuổi hoàn thành tốt mọi vai trò. Hãy chừa chút khoảng trống cho tâm hồn của chính mình và đừng sống quá mệt mỏi. Điều quan trọng đối với một người trung niên, khi đến tuổi trung niên, con người phải học cách giữ cho mình sự bình tĩnh, chút bỏ gánh nặng, trau dồi nghị lực để duy trì sức khỏe thể chất và tinh thần. Khi đến tuổi trung niên, con người ta phải học cách không sống mãi với quá khứ, cho dù những gì đã xảy ra ngày hôm qua đáng tự hào và tươi đẹp đến đâu, thì đó cũng không phải là thành công của ngày hôm nay, cho dù thất bại và tiếc nuối của ngày hôm qua đau đớn và tiếc nuối đến đâu, nó sẽ không lặp lại lần nữa. Những người ở tuổi trung niên phải học cách không lo lắng về tương lai, đời nhiều chuyện, bạn không thể ngăn cản điều gì nên đến và điều gì không nên. Không ai biết trước được điều gì sẽ xảy đến, bạn phải tin rằng ngày mai mặt trời sẽ mọc như thường. Lo lắng thái quá là lo lắng vô căn cứ. Con người ở tuổi trung niên phải học cách buông bỏ, đừng nghĩ mình quan trọng, thế giới vẫn sẽ xoay chuyển nếu không có bạn. Hãy để trách nhiệm công việc được giao cho những người trẻ. Trách nhiệm cuộc sống nên được giao cho con cháu. Học cách buông bỏ thực ra là một cách giải tỏa tinh thần. Đời là gió, hồn là nước, nên khó giữ cho mình được yên lặng.
Một người chỉ có thể chiến đấu chống lại những ham muốn và cám dỗ của cuộc sống nếu anh ta cải thiện được sự tu dưỡng về thể chất và tinh thần của mình. Có thể không lay chuyển trước những được và mất, cho dù giông tố lớn đến đâu, trong cuộc đời không thể lay chuyển trái tim bình lặng của bạn, đó là nền tảng để tự tu dưỡng. Những người ở tuổi trung niên học cách giữ cho mình im lặng, mọi thứ trên đời đều phát triển trong yên bình, cuộc sống là một cái cây, chỉ bằng cách học cách nghỉ ngơi hợp lý thì cây sự sống của chúng ta mới có thể tươi xanh, chỉ khi chúng ta rèn luyện tinh thần, chúng ta mới có thể tận hưởng vẻ đẹp của cuộc sống. Lão Tử nói, vạn vật đều thuộc về cội nguồn, quay trở lại gốc có nghĩa là tĩnh, tĩnh có nghĩa là trở lại cuộc sống. Chỉ bằng cách tự mình nghỉ ngơi, chúng ta mới có thể khôi phục chức năng sống, không sống quá mệt mỏi. Ở tuổi trung niên, làm thế nào để giữ được sự bình yên trong tâm hồn vào lúc bận rộn nhất mới là điều quan trọng nhất. Để vứt bỏ những cảm xúc tiêu cực, bất cứ lúc nào hãy giữ cho trái tim vui vẻ, không giữ lại điều gì trong lòng. Tu dưỡng bản thân là nâng cao cảnh giới tinh thần của mình. Chỉ khi không còn mệt mỏi về thể chất và tinh thần, bạn mới có thể thực sự nghỉ ngơi cho chính mình. Trước tiên, hãy cùng tìm hiểu tổng quan tính cách của người tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979. Người tuổi Mùi là người trung thực, song rất hay mơ mộng về những thứ huyễn hoặc, xa rời thực tế, họ là người yêu thiên nhiên, thích đắm chìm trong không gian tươi mát trong lành của thế giới tự nhiên, cũng mơ mộng mình được biến thành một chú chim tự do bay lượn giữa bầu trời, một chú cá vô tư vẫy vùng giữa biển khơi. Tính cách của người tuổi Mùi khá thâm trầm, thận trọng trong mọi việc, dù tâm hồn mơ mộng, yêu thích tự do nhưng họ làm gì cũng có quy củ, theo từng bước chứ không bao giờ tự ý làm gì theo ý thích của mình. Người này đường nhân duyên tốt, giữ được các mối quan hệ xã giao bền vững. Họ là người biết lo lắng chăm sóc cho mọi người nên hiếm khi xảy ra tranh cãi bất đồng gì lớn. Người này thường hướng nội hay lo lắng nên thường phiền não vì những chuyện nhỏ nhặt. Người tuổi Mùi rất biết tôn trọng tôn ti trật tự, kính trên nhường dưới. Dù trong lòng có điều gì không vui đến thế nào, họ vẫn luôn tươi cười chứ hiếm khi để lộ nỗi niềm ra mặt. Họ có chí cầu tiến, ham học hỏi, không mơ mộng đến chuyện một bước lên tiên mà luôn cố gắng hết sức mình. Bước từng bước vững chắc đến với mục tiêu đã định, hành sự cẩn trọng, dù người ta có dùng lời lẽ mỹ miều thế nào để chiêu dụ cũng không dễ dàng mắc lừa. Tuy nhiên, cũng chính vì quá thận trọng, không dễ tin người mà họ cũng đánh mất rất nhiều cơ hội trong đời, bù lại thì họ có sự cần cù, chăm chỉ, không ngại bất cứ việc gì, dù là một chi tiết nhỏ cũng không bỏ sót, nhưng người này có một điểm yếu đó là ý chí không kiên cường. Chỉ cần gặp phải thất bại là bao nhiêu nhiệt huyết cũng bị rút sạch, mất cân bằng tâm lý, không biết phải làm gì. Bản thân người tuổi Mùi cũng muốn thay đổi cuộc sống của mình, nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở suy nghĩ chứ không chịu bắt tay vào hành động. Họ thường tự tìm lý do bào chữa cho mình, cuối cùng chẳng bao giờ hiện thực hóa được mong ước của bản thân. Tính cách người tuổi Mùi cũng rất nhạy cảm, đặc biệt là trong tình yêu, chỉ một chút quan tâm của người yêu cũng khiến họ vui mừng khôn xiết, mà người yêu lạnh lùng chút thôi là cũng dễ buồn bã tủi thân. Nhưng có buồn phiền họ cũng chẳng nói ra, bởi người này rất hiểu chuyện, luôn thông cảm cho người khác, bản thân họ cũng là người cảm xúc thất thường. Khi nóng khi lạnh với người mình yêu, không hay thể hiện cảm xúc, trước mặt người yêu có phần nhút nhát dè dặt, dù đã nghĩ rất nhiều điều nhưng tới lúc lại chẳng nói ra được. Hễ đem lòng yêu ai là những chú dê sẽ hết lòng chăm sóc người đó, thậm chí còn có phần hơi quá, khiến đối phương ngại ngùng, phản cảm. Họ yêu chân thành và nguyện hy sinh bản thân cho người mình yêu, dù phải từ bỏ công việc, học hành cũng không màng, dù đối phương có đưa ra yêu cầu vô lý đến thế nào. Họ cũng không tính toán, nhẫn nhịn hết mức, khi kết hôn rồi tình cảm lại càng thắm thiết hơn, một lòng một dạ cùng người ấy gây dựng tổ ấm gia đình. Đánh giá tổng quan vận trình tử vi tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, tháng 1 âm lịch. Xem tử vi tháng 1 năm 2024 âm lịch của 12 con giáp nhận thấy, vận trình trong tháng đầu năm mới của con giáp tuổi Kỷ Mùi nhìn chung khá hanh thông, không có biến động nào đáng lo ngại, tâm trạng, cảm xúc của bản mệnh trong tháng đầu xuân năm mới thoải mái hơn hẳn, làm việc cũng năng suất hơn. Nguyệt lệnh lâm quan đới phù trợ rất lớn cho đường công danh sự nghiệp của những chú dê, con giáp này tự tin và tập trung làm việc, sự nghiệp có thu hoạch đáng kể, thậm chí nếu làm tốt còn có điềm báo về quyền lực, thăng chức tặng thưởng là điều hoàn toàn trong tầm tay. Tuy nhiên, bạn cũng cần lưu ý giữ thái độ khiêm tốn, thắng không kiêu bại không nản. Trong các mối quan hệ xã giao nên giữ sự điềm tĩnh, hạn chế những lời mang tính công kích quá thẳng thừng để tránh họa tiểu nhân. Tài vận trong tháng 1 năm 2024 âm lịch ở mức khả quan, nhờ có nhiều các tinh tử vi cao chiếu, người kinh doanh, buôn bán, có một tháng tất bật với nhiều đơn hàng, hợp đồng dù ở quy mô lớn hay nhỏ, doanh thu tháng có thể vượt định mức,
có làm ắt có ăn, không phải lo nghĩ quá nhiều, thời điểm có cơ hội đầu tư sinh lời lớn, bạn nên mạnh dạn tiến hành để tăng thu nhập. Trái ngược với những may mắn trong công việc và tài lộc, chuyện tình cảm trong tháng của những chú dê lại không được suôn sẻ cho lắm, lứa đôi phát sinh không ít hiểu nhầm, mâu thuẫn, chiến tranh lạnh liên miên, lúc này bạn cần lý trí hơn, đừng để cảm xúc chi phối hành động, kẻo tự tay phá vỡ hạnh phúc của mình. Tình hình sức khỏe ổn định, không phát sinh bệnh tật nguy hiểm. Tuy nhiên, cơ thể có dấu hiệu trì trệ uể oải sau thời gian nghỉ lễ kéo dài, có thể ảnh hưởng tới năng lực tập trung trong công việc. Do đó, bạn cần vận động rèn luyện thể chất nhiều hơn. Xét phương diện sự nghiệp, tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, tháng 1 âm lịch. Xem tử vi sự nghiệp tháng 1 năm 2024 âm lịch của tuổi Kỷ Mùi nhận thấy, tâm trạng cảm xúc của bản mệnh trong tháng đầu xuân năm mới thoải mái hơn hẳn. Đây chính là chìa khóa để vận trình công danh của con giáp này suôn sẻ hơn rất nhiều khi hiệu suất làm việc của bạn nâng cao khá rõ. Nguyệt lệnh lâm quan đới, lại thêm chính ấn chỉ lối soi đường, cả hai các tin này phù trợ rất lớn cho công việc của những chú dê, bản mệnh còn dễ dàng tìm được người hợp tác làm ăn phù hợp. Kế hoạch mới tiến hành càng ngày càng suôn sẻ, cấp trên ngày càng tin tưởng vào năng lực của bạn và tạo điều kiện tối đa để bạn có thể phát huy trọn vẹn chuyên môn. Khả năng cao bạn sẽ được giao trọng trách, nắm quyền hành thực thụ trong tay. Có thể thấy, cứ mỗi khi con giáp này tự tin và tập trung làm việc thì sự nghiệp chắc chắn có thu hoạch đáng kể. Thậm chí, bạn còn có điềm báo về quyền lực, thăng chức tặng thưởng trong tháng này là điều hoàn toàn trong tầm tay. Tuy nhiên, bạn cũng cần lưu ý giữ thái độ khiêm tốn, thắng không kiêu, bại không nản. Trong các mối quan hệ xã giao nên giữ sự điềm tĩnh, hạn chế những lời mang tính công kích quá thẳng thừng để tránh họa tiểu nhân. Cũng trong tháng Bính Dần này, nhờ được nhiều các tinh soi chiếu, tham vọng của tuổi Kỷ Mùi lớn dần và bạn muốn biến chúng thành hành động lập tức. Đó là lý do tháng này bản mệnh có xu hướng mạo hiểm hơn, chọn đương đầu với thử thách để từ đó tìm ra cơ hội thành công lớn hơn. Đừng quá lo lắng về con đường mình đang đi, hãy cứ tin tưởng vào bản thân cũng như sự nâng đỡ của các thần, bạn đang đi đúng hướng rồi đấy. Các mối quan hệ xã giao cũng ngày càng được củng cố chắc chắn, tuổi Kỷ Mùi có thể tận dụng cơ hội lần này để mở rộng cơ hội thăng tiến cho mình. Bản mệnh vốn là người hòa đồng, khéo léo, không ngần ngại giúp đỡ mọi người xung quanh khi có thể. Sự nhiệt tình khiến bạn được nhiều người yêu mến, đồng nghiệp sẵn lòng giúp đỡ lại bạn khi cần thiết. Các tinh quan đới cũng giúp ích rất nhiều cho những người mới khởi nghiệp, chân ướt chân ráo lập sự nghiệp riêng, bắt đầu kinh doanh. Theo phi tinh tháng, sao Lục Bạch chủ chức vụ xuất hiện ở hướng Tây Bắc, đây là hướng vượng nhân khí, cát khí, tại đây. Bản mệnh có thể đặt biểu tượng thuyền buồm phong thủy để thúc vượng cát khí, giúp công việc thuận buồm xuôi gió. Xét phương diện tài lộc, tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, tháng 1 âm lịch. Theo tử vi năm 2024 âm lịch, tình hình tài lộc của tuổi Kỷ Mùi trong tháng đầu xuân năm mới đón nhận không ít tin vui. Sao tử vi nâng đỡ mang tới những cơ hội kiếm tiền làm giàu thuận lợi cho con giáp này. Do đó, người theo nghiệp kinh doanh, buôn bán sẽ nhận rõ vận may tài lộc mỉm cười với mình. Bạn có một tháng tất bật với nhiều đơn hàng, hợp đồng dù ở quy mô lớn hay nhỏ, doanh thu tháng có thể vượt định mức. Có làm ắt có ăn, không phải lo nghĩ quá nhiều, thời điểm có cơ hội đầu tư sinh lời lớn, bạn nên mạnh dạn tiến hành để tăng thu nhập. Với người làm công ăn lương, công việc suôn sẻ giúp chính tài khởi vượng, nguồn thu trong tháng khá dồi dào. Bản mệnh có thể không có nhiều tiền bạc đến từ những trò may rủi bất ngờ, nhưng hoàn toàn sống no đủ bằng thu nhập từ công việc chính. Tuy vậy, đầu năm khó tránh được phải chi tiêu khoản kha khá cho những kế hoạch của cả gia đình. Chính vì thế, bạn vẫn nên có kế hoạch tiết kiệm, quản lý chi tiêu cẩn thận để tránh rơi vào cảnh phải vay mượn khắp nơi ngay đầu năm. Theo phong thủy phi tinh, sao Bát Bạch chủ tài lộc nhập phương Đông Bắc, ở phương vị này trong nhà có thể đặt thêm những vật phẩm phong thủy cầu tài để tài lộc thêm vượng. Xét phương diện tình cảm, gia đạo, tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, tháng 1 âm lịch. Theo tử vi tháng 1 năm 2024 âm lịch của 12 con giáp, xét về đường tình duyên của người tuổi Kỷ Mùi trong tháng 1 âm lịch này. Đường công danh tài lộc của những chú dê rộng mở là thế, nhưng chuyện tình cảm lại chưa đâu vào đâu. Nguyệt lệnh lâm quan đới khiến bạn dành phần lớn thời gian cho sự nghiệp, mưu sinh, làm giàu hơn là chuyện tình cảm riêng tư. Đó là một trong những lý do khiến tình cảm lứa đôi ngày càng lạnh nhạt, khoảng cách cứ lớn dần, giữa bạn và người ấy phát sinh không ít hiểu nhầm, mâu thuẫn, chiến tranh lạnh liên miên. Lúc này, bạn cần lý trí hơn, đừng để cảm xúc chi phối hành động kẻo tự tay phá vỡ hạnh phúc của mình. Nếu có khúc mắc gì trong lòng, hãy chủ động trao đổi tâm sự thẳng thắn với nửa kia để cùng nhau tháo gỡ vấn đề thay vì giữ trong đầu rồi suy diễn đủ đường bạn nhé. Người độc thân hãy học cách mở lòng mình với người khác,
quá khứ đã qua, hãy để mọi chuyện ngủ yên. Nhìn thẳng hướng tới hạnh phúc trước mắt mới là điều bạn nên làm. Đừng vì những thứ chẳng còn thuộc về mình mà gạt bỏ cơ hội hạnh phúc của bản thân. Xem phi tinh tháng, sao nhất bạch chủ đào hoa cư ngụ ở phương chính bắc trong tháng Bính Dần này. Tại vị trí này, bạn nên thường xuyên để một lọ hoa tươi để kích hoạt đào hoa, thúc đẩy tình yêu bền chặt, cũng như hóa giải những xui xẻo đang gặp phải. Xét phương diện sức khỏe, tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, tháng 1 âm lịch. Nhìn chung, tình hình sức khỏe trong tháng đầu năm mới của người tuổi Kỷ Mùi khá ổn định, duy trì ở trạng thái tốt, tuy nhiên Mùi Thổ bị Dần Mộc khắc chế. Lại thêm việc lười vận động trong thời gian nghỉ lễ kéo dài, nên cơ thể dễ mệt mỏi, uể oải hơn, điều này có thể ảnh hưởng tới năng lực tập trung trong công việc. Do đó, bạn cần vận động, rèn luyện thể chất nhiều hơn, cũng như chú ý dưỡng sinh cả về tinh thần và thể chất. Nam mệnh không nên chủ quan, sao nhãng khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, tránh tuyệt đối tình trạng uống rượu bia say xỉn mà vẫn cố lái xe, rất dễ xảy ra tai nạn bất ngờ, nguy hiểm tính mạng. Sau đây là tử vi chi tiết từng tuần tháng 1 âm lịch của người tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979. Xem tử vi tuần 1 tháng 1 âm lịch. Xem tử vi tuần mới của người tuổi Kỷ Mùi, bạn nên chuẩn bị sẵn tinh thần để đón chào những niềm vui lớn không ngừng kéo tới, cát khí lan tràn. Tài vận cũng nhờ thế mà tăng tiến không ngừng, thực thần dường như mang hết may mắn về tài lộc về trao vào tay con giáp này, bản mệnh làm gì cũng dễ dàng thành công và thu lợi về cho mình. Công việc của con giáp này về cơ bản đang tiến triển khá tốt, bản mệnh thể hiện mình là người có trách nhiệm và có năng lực thực sự, xứng đáng để đảm trách những vị trí cao hơn. Đường tình duyên thì tuần này mọi thứ khá ảm đạm, dù ngoài trời kia nắng vàng rực rỡ thì sâu trong lòng tuổi Mùi vẫn là những nỗi đau chẳng thể nói thành lời, khi mà quá khứ tạo ra quá nhiều rào cản để bản mệnh có thể bước chân đến hạnh phúc. Người đã có đôi nên dành thêm thời gian dành cho gia đình của mình, công việc bận rộn, phải đi lại nhiều, bạn đi làm khi mọi người còn chưa thức giấc và về khi trời đã tối chẳng hạn. Đừng một mình chịu đựng mà hãy chia sẻ thêm với mọi người nếu một nửa của bạn không thể chịu được sự nặng nề của câu chuyện bạn đang giữ trong lòng. Xem tử vi tuần 2, tháng 1 âm lịch. Theo dõi tử vi hàng tuần, người tuổi Kỷ Mùi trong tuần này có những dấu hiệu đáng mừng khi vận trình khởi sắc rõ rệt. Điềm báo cát lành cũng đến, đường tình duyên vượng, đào hoa nở rộ, chuyện tình cảm đã có những bước tiến triển theo hướng tích cực. Đầu tuần có chính tài trợ vận, đảm bảo cho con giáp này nguồn tài lộc dồi dào và ổn định. Tuy nhiên, cuối tuần sẽ có những lúc mà bản mệnh dễ mắc phải sai lầm trong chuyện tiền bạc, cần phải thận trọng và có kế hoạch tài chính rõ ràng thì hơn. Thương quan xuất hiện trong tử vi công danh sự nghiệp của tuổi Kỷ Mùi tuần này. Nhiều vấn đề bất ngờ phát sinh khi bản mệnh không thực sự coi trọng những quy định đã được đặt ra từ trước đó, khiến cho mâu thuẫn, bất đồng trong công việc ngày càng lớn. Cũng may có Nguyệt Mã nâng đỡ, nên càng về cuối tuần thì càng có khả năng lội ngược dòng. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là dấu hiệu xoay chuyển tình thế mà thôi, tuổi Kỷ Mùi vẫn cần khá nhiều thời gian để có thể lấy lại được vị thế của mình như ban đầu. Xem tử vi tuần 3, tháng 1 âm lịch. Nhờ thiên đức cát tinh che chở, vận trình tuần mới của người tuổi Kỷ Mùi có sự chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, bên cạnh đó chỉ số hung vận vẫn ở mức khá cao. Trong cát tàng hung, bản mệnh nên hành sự thận trọng, luôn giữ đầu óc tỉnh táo và thật bình tĩnh khi xử lý mọi chuyện, công việc trong tuần mới suôn sẻ. Bản mệnh được đồng nghiệp hay lãnh đạo khác giới giúp đỡ gián tiếp, theo đó bạn có khá nhiều thời gian để tập trung vào công việc chính cũng như có thể làm việc ngoài luồng để tăng thu nhập. Trong công việc tuy khó tránh lúc bất đồng quan điểm với đồng nghiệp, nhưng trên tất cả, bạn đang được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp. Mọi người cùng nhau phấn đấu vì mục đích chung của cả tập thể chứ không chỉ vì lợi ích riêng tư, nên mọi rắc rối nhanh chóng được giải quyết. Tuần này, tinh thần đồng đội lên cao, cả tập thể cũng làm việc và đạt hiệu quả, năng suất cao. Người làm chủ kinh doanh, buôn bán sẽ đón tin vui bất ngờ về doanh thu trong tuần này. Nhưng để có được điều đó, bản mệnh cũng phải trải qua một phen lao đao liên quan đến vấn đề pháp lý, pháp luật. Nhiều khả năng bạn sẽ vướng vào vụ kiện tụng, tranh giành quyền lợi nào đó. Tuy phần thắng thuộc về mình, nhưng bạn cũng phải tốn bao công sức, tiền bạc, như vậy không đáng. Vận trình tình cảm khá lý tưởng, vợ chồng cùng nhau lên kế hoạch lớn như mua nhà, đi du lịch, tình yêu càng thêm gắn kết mặn nồng. Vận đào hoa của người độc thân đang khởi sắc, khả năng cao trong tuần bản mệnh được bạn bè, gia đình mai mối, sắp xếp thời gian để gặp mặt đối tượng. Lưu ý, nên thể hiện thái độ khiêm tốn, thành sự tại nhân, sự kiêu căng, ngạo mạn chỉ khiến sức hút bản thân giảm, mọi việc khó thành. Sức khỏe của người tuổi Kỷ Mùi có phần sa sút, đầu xuân trời vẫn còn khá lạnh, không có lợi, ngoài việc chú ý giữ ấm cơ thể,
bạn nên quan tâm hơn tới chế độ dinh dưỡng để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, tăng khả năng chống lại bệnh tật. Ngoài ra, cần chú ý dưỡng da, hạn chế tình trạng bong chóc, thị lực giảm sút, hạn chế ngồi trước màn hình máy tính, TV quá lâu. Xem tử vi tuần 4, tháng 1 âm lịch. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp, người tuổi Kỷ Mùi trải qua một tuần khá sinh động, niềm vui nhiều hơn nỗi buồn. Công việc hay chuyện tình cảm dần đi vào giai đoạn bình ổn, có thể quẳng gánh lo đi mà vui sống được rồi. Vận trình tài lộc khởi sắc trong tuần, dân văn phòng được dịp thể hiện tài năng, đề xuất tăng lương có thể được cấp trên phê duyệt. Tuy nhiên, khi ký kết những giấy tờ, văn bản quan trọng, bản mệnh cần rà soát tỉ mỉ, tránh phạm sai sót đáng tiếc dẫn tới thất thoát tiền bạc, nghiêm trọng còn có thể liên quan đến pháp luật, kiện tụng vô cùng phức tạp. Người kinh doanh, buôn bán, đón tin vui tài lộc, sau bao ngày tháng nỗ lực tìm hiểu và phát triển thị trường mới, cuối cùng bạn cũng biến ước mơ kinh doanh của mình trở thành hiện thực. Doanh thu trong tuần khá lý tưởng, đủ để trở thành động lực cho bạn tiếp tục kiên trì theo đuổi con đường mà mình đã chọn. Đối diện với khó khăn, thách thức, bản mệnh đừng nóng nảy, cáu gắt, vì điều đó chỉ gây bất lợi cho mình thôi. Giải pháp tốt nhất là phải mềm mỏng, uyển chuyển mới đưa đến thành công được. Trong tuần, gia đạo bình an, khoảng cách giữa hai, ba thế hệ trong một gia đình được rút ngắn lại, tình cảm vợ chồng gắn bó khăng khít, con cái khỏe mạnh, học hành giỏi giang. Các cặp đôi đang yêu, tình cảm tiến triển thuận lợi, có thể tính tới chuyện hôn nhân. Người độc thân có vận đào hoa vượng sức hút với người khác giới lớn nên có lẽ mùa đông không lạnh nữa. Thưa quý anh chị tuổi Kỷ Mùi 1979 thân mến, cũng đã sắp bước qua năm mới 2024 rồi và để có một năm mới thuận lợi, may mắn, quý anh chị cần chọn cho mình người hợp tuổi đến sông đất lấy may đầu năm. Người đến thăm nhà đầu tiên vào ngày mùng 1 Tết được gọi là người đến sông nhà đầu năm mới. Theo triết học Đông Phương, nếu người đến sông nhà đó tốt thì sẽ giúp tăng tài khí, may mắn cho gia chủ, đã vượng thịnh thì càng giúp gia chủ thêm vượng thịnh hơn. Vì thế theo ông cha ta khi chọn tuổi sông nhà, sông đất đầu năm, gia chủ tuổi Kỷ Mùi nên chọn người có ngũ hành, thiên can địa chi, tương sinh với tuổi Kỷ Mùi. Đồng thời, ngũ hành, thiên can địa chi của năm 2024 cũng cần tương sinh với người đến sông nhà. Ngoài ra, người được chọn để sông đất đầu năm 2024 phải đáp ứng các tiêu chí, có đạo đức đường hoàng, tính tình vui vẻ, rộng rãi, nhiệt tình, mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt, đang ăn nên làm ra thì càng tốt. Chủ nhà tuổi Kỷ Mùi nên tránh mời những người đang có tang đến sông nhà. Nếu gia chủ có tang thì nên kiêng không đến mừng tuổi cho các gia đình khác trước sáng mùng 1, để tránh cho gia đình người đó không bị xui xẻo. Cũng như vậy, phụ nữ có thai thường kiêng không đi đâu trong những ngày đầu năm mới, vì tục ngữ có câu, sinh giữ tử lành. Nếu các tuổi sông nhà tốt cho gia chủ đầu năm 2024, tại nơi gia chủ sinh sống, không có hoặc có nhưng không thể đến sông nhà được, gia chủ có thể tìm những người có tuổi tam hợp hoặc lục hợp với tuổi với gia chủ. Các tuổi sông đất tốt với người tuổi Kỷ Mùi trong năm Giáp Thìn 2024 là Kỷ Hợi 1959, tốt, Đinh Hợi 1947, tốt, Kỷ Dậu 1969, tốt, Kỷ Mão 1999, tốt, Mậu Thân 1968, khá, Tân Mão 1951, khá, Nhâm Tý 1972, khá, Canh Thân 1980, khá, Tân Dậu 1981, khá, Kỷ Tỵ 1989, khá. Các tuổi sông đất xấu với người tuổi Kỷ Mùi trong năm Giáp Thìn 2024 là Giáp Thìn 1964, xấu, Giáp Ngọ 1954, xấu, Kỷ Sửu 1949, xấu, Tân Hợi 1971, xấu, Giáp Tý 1984, xấu, Nhâm Thân 1992, xấu, Bính Ngọ 1966, xấu, Giáp Dần 1974, xấu, Bính Tý 1996, xấu, Ất Dậu 1945, xấu. Anh chị Kỷ Mùi nên chọn ngày mùng 1 Tết, tốt nhất là giờ Tý, từ giao thừa đến 1 giờ sáng, để sông đất đầu năm. Như đã biết, tục sông đất, sông nhà được người Việt rất coi trọng trong dịp đầu xuân năm mới. Về việc chọn ngày giờ sông đất, theo ý kiến nhiều chuyên gia, nên chọn là ngày mùng 1 Tết, tốt nhất chính là giờ Tý lúc giao thừa đón năm mới. Lý do là bởi quan niệm xưa cho rằng, thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới sẽ chiêu nạp được sinh khí tốt nhất cho cả năm. Nếu mọi việc suôn sẻ, may mắn trong ngày đầu tiên của năm mới thì cả năm sẽ thuận lợi, tốt lành. Theo lịch vạn niên 2024, ngày mùng 1 Tết năm Giáp Thìn là ngày Giáp Thìn, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn,
Tuy nhiên, nếu bản mệnh không lựa chọn được tuổi hợp để xông đất, xông nhà thì cũng không nên lo lắng thái quá, bởi Tết là ngày đại hỷ của cả đất nước, dân tộc, bản thân mỗi người nên hòa nhập vào niềm vui chung của đất trời, của dân tộc, không nên lo lắng thái quá hay kiêng kỵ quá đà mà làm mất giá trị truyền thống, đặc biệt là việc đi lễ chùa cầu bình an hay xông đất, xông nhà. Hơn thế, mùng 1 Tết là ngày cát, xuất hành để cầu tài lộc, may mắn, đi xông đất là nét đẹp văn hóa lâu nay của người dân Việt, với mong muốn có một năm mới làm ăn phát đạt và gặp nhiều niềm vui, cát lành như ý. Thêm nữa, một ngày có nhiều giờ tốt, giờ xấu. Sau giao thừa Giáp Thìn là ngày mùng 1 Tết có 6 khung giờ hoàng đạo, mọi người theo đó mà chọn giờ xuất hành hay đi xông đất cho phù hợp. Các tuổi không kỵ, không hợp với giờ xuất hành, vẫn có thể xuất hành, không nhất thiết phải đợi đến giờ hợp tuổi mới xuất hành, kẻo lỡ mất việc quan trọng hay việc vui mừng. Khung giờ hoàng đạo trong ngày mùng 1 Tết Giáp Thìn 2024 gồm 23 giờ đến 1 giờ và 11 giờ đến 13 giờ. Đại an, mọi việc đều tốt lành, cầu tài đi hướng Tây Nam, nhà cửa yên lành, người xuất hành đều bình yên. 7 giờ đến 9 giờ và 19 giờ đến 21 giờ, tiểu cát, rất tốt lành, đi thường gặp may mắn, buôn bán có lời. Phụ nữ có tin mừng, người đi sắp về nhà, mọi việc đều hòa hợp, có bệnh cầu sẽ khỏi, người nhà đều mạnh khỏe. 1 giờ đến 3 giờ và 13 giờ đến 15 giờ, tốc hỷ, vui sắp tới, cầu tài đi hướng Nam, đi việc gặp gỡ các quan nhiều may mắn, chăn nuôi đều thuận lợi, người đi có tin về. Căn cứ vào đó, bạn có thể chọn các khung giờ để đi xông đất hoặc nhờ người tới xông đất nhà mình anh chị nhé. Quý vị thân mến, trong tháng sẽ có những ngày khác nhau, tốt cho mọi việc, vậy hãy cùng tìm hiểu xem trong tháng đầu tiên của năm, ngày nào đẹp nhé. Ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024 âm lịch, khởi công, tạo tác, việc chi cũng tốt, tốt nhất là cưới gả, trổ cửa, dựng cửa, đào kênh, tháo nước, khai mương, móc giếng, chặt cỏ, phá đất, những việc khác cũng tốt như làm ruộng, nuôi tằm, khai trương, xuất hành, nhập học. Ngày mùng 2 tháng 1 năm 2024 âm lịch, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn bền vững, trường tồn kéo dài. Ngày đại an được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Ngày mùng 4 tháng 1 năm 2024 âm lịch, ngày này mang đến những tin vui bất chợt cùng sự tốt lành, may mắn để thu được lợi ích lớn nhất từ ngày tốc hỷ. Bạn nhanh chóng tiến hành các công việc cần làm trong ngày này vào thời điểm sớm, sáng đến trưa, tránh để càng muộn thì cát lợi càng giảm, kém thuận lợi hơn. Ngày mùng 7 tháng 1 năm 2024, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn, bền vững trường tồn kéo dài. Ngày đại an được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Ngày mùng 9 tháng 1 năm 2024 âm lịch, khởi công tạo tác việc gì cũng lợi, tốt nhất là xây cất, cưới gả, chôn cất, dọn cỏ, phá đất, gieo trồng, lấy giống. Ngày mùng 10 tháng 1 năm 2024, ngày này mang đến những tin vui bất chợt cùng sự tốt lành may mắn để thu được lợi ích lớn nhất từ ngày tốc hỷ. Bạn nhanh chóng tiến hành các công việc cần làm trong ngày này vào thời điểm sớm, sáng đến trưa, tránh để càng muộn thì cát lợi càng giảm, kém thuận lợi hơn. Ngày 11 tháng 1 năm 2024, tạo tác mọi việc đều đặng vinh xương, tấn lợi, hôn nhân cưới gả sanh con quý, công danh khoa cử cao thăng, đỗ đạt. Ngày 12 tháng 1 năm 2024, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn, bền vững trường tồn kéo dài. Ngày đại an được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Ngày 15 tháng 1 năm 2024, khởi công tạo tác nhiều việc tốt như xây cất nhà, dựng cửa, trổ cửa, nhập học, đi thuyền, làm thủy lợi, tháo nước, đào mương. Ngày 16 tháng 1 năm 2024, ngày nay rất tốt để tiến hành mọi công việc, hành sự công việc trong ngày này, ắt hẳn mọi việc sẽ được suôn sẻ, thuận lợi, ít gặp phải khó khăn hay trở ngại, hoặc nếu có khó khăn thì cũng sớm được quý nhân phù trợ, giúp đỡ, nên mọi chuyện cũng trôi chảy, nhẹ nhàng hơn, biến dữ thành lành, biến nguy thành an. Ngày 30 tháng 1 năm 2024, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn, bền vững trường tồn kéo dài. Ngày đại an được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Quý vị thân mến, câu chuyện ba người đàn ông buôn táo sau đây sẽ chắc chắn khiến bạn phải đọc đi đọc lại để suy ngẫm.
để nhận ra thiếu sót của bản thân mình ở đâu mà chưa có được thành công và tìm cách thay đổi. Với khát khao lớn lao là trở thành những người giàu có, làm rạng danh cho quê hương, ba người đàn ông cùng nuôi chí lớn, rời làng quê đi tìm cơ hội kinh doanh. Khi vô tình dừng chân tại một thị trấn hẻo lánh nọ, họ cùng được thưởng thức loại táo vừa đỏ lại ngọt, giá cực kỳ rẻ. Nhận ra cơ hội tốt trong kinh doanh đã đến, người đàn ông đầu tiên lập tức ra quyết định. Ông dốc hết toàn bộ tiền bạc mang theo để mua 10 tấn táo tốt nhất và vận chuyển về nhà. Về tới nơi, anh nâng giá gấp đôi mà mọi người vẫn thi nhau mua vì vừa ngon vừa rẻ. Cứ thế anh cứ mua và bán cho đến khi trở thành gia đình tỷ phú giàu có đầu tiên trong vùng. Người đàn ông thứ hai, sau khi được thưởng thức số táo đó anh cân nhắc một chút, sau đó dùng nửa số tiền để mua 100 cây táo tốt nhất và vận chuyển về quê hương. Anh cũng mua luôn một sườn đồi để trồng táo. Sau đó anh dành thời gian chăm sóc cây, đợi ngày hái quả và bán lấy tiền về. Trong khi đó, người thứ ba lại mãi chưa ra quyết định. Anh dành vài ngày để quan sát rồi mới tìm thấy chủ sở hữu của vườn cây ăn quả này. Sau đó dùng tay chỉ vào gốc cây nói rằng, tôi muốn mua chỗ đất này mang về quê. Ông chủ một mực từ chối, sao thế được, không có đất thì tôi làm sao trồng cây được nữa. Lúc này người đàn ông cúi xuống đất nắm một ít đất trên tay và nói, tôi chỉ cần chỗ khu vực đất này, xin ông hãy bán cho tôi. Ông cần bao nhiêu tiền cũng được. Chủ đất nhìn anh và cười, được rồi, anh đưa cho tôi một đồng rồi mang đất đi. Người đàn ông đã đem số đất này về quê nhà, sau đó mời các chuyên gia đến kiểm tra, phân tích các thành phần khác nhau của đất, độ ẩm. Cẩn thận rồi nhờ các chuyên gia mô phỏng nhiệt độ không khí, độ ẩm và ánh sáng theo điều kiện tương tự. Sau đó anh mua một sườn đồi cằn cỗi, dùng 3 năm cải tạo và bồi dưỡng cho đất ở đây có cùng tính chất giống hệt với đất mang về, cuối cùng anh mới trồng lên giống cây táo kia. Sau 10 năm, người đàn ông buôn táo vẫn làm cách cũ, nhưng trong quá trình đó những khó khăn trong việc đưa hàng về cùng một số rắc rối nảy sinh khiến doanh thu mỗi năm ngày càng ít đi, thậm chí có lúc ông phải gồng lỗ. Người đàn ông thứ hai cũng sở hữu cho mình một vườn táo riêng, nhưng do loại đất không thực sự phù hợp nên sau một thời gian trồng táo chất lượng quả cũng ít hơn, nhưng vẫn đủ lợi nhuận để đảm bảo việc duy trì. Người đàn ông thứ ba sau khi mua đất, tuy là người thu hoạch táo cuối cùng, nhưng loại táo mà anh trồng có hương vị rất ngọt, thu hút nhiều người mua hàng, duy trì lượng khách hàng đều đặn, vì vậy luôn bán được với giá tốt nhất. Bài học, câu chuyện ba người đàn ông buôn táo cho thấy, cả ba người cùng được tiếp cận với cơ hội y như nhau, cùng một cơ hội nhưng mỗi người lựa chọn khác nhau sẽ dẫn đến kết quả khác nhau. Người trở thành tỷ phú đầu tiên không nhất định là người kiếm ra nhiều tiền nhất hoặc có thể giàu mãi, ai suy nghĩ cẩn trọng, biết nhìn xa trông rộng có thể chưa thu được tiền ngay, nhưng tương lai thì lại thu được lợi nhuận lớn, kiếm được nhiều tiền nhất, thành tựu vang dội nhất. Ba người đàn ông trên đại diện cho hầu hết chúng ta đều là những người có khao khát thành công. Thế nhưng tư duy khác nhau nên họ có những quyết định hoàn toàn khác biệt và kết quả sau 10 năm khác xa nhau hoàn toàn. Mỗi người ai cũng có ước mơ của riêng mình, ai cũng muốn có cuộc sống giàu sang chẳng phải lo nghĩ về kinh tế. Thế nhưng để đạt được những ước mơ của mình, chúng ta có cách thức khác nhau để thực hiện, có người muốn có được nó một cách nhanh chóng, nhưng có người muốn thành công lâu dài. Không phải cứ nghèo là vì người ta lười, thực tế đã chứng minh có nhiều người vô cùng chăm chỉ, không quản ngại khó khăn vẫn cứ nghèo. Nhìn chung, tầm nhìn về thành công khác nhau sẽ khiến chúng ta ra những quyết định khác nhau, kết quả cũng hoàn toàn khác biệt. Thế làm cách nào để thay đổi được tầm nhìn mới là điều quan trọng, đó chính là tư duy của mỗi người, thế nên muốn thành công nhất định phải có tư duy của người giàu. Người thành công ai cũng có ước mơ của riêng mình, ai cũng muốn được sống no đủ, nhưng không phải ai cũng đủ kiên trì để theo đuổi ước mơ của mình. Người giàu cũng chỉ giống như người nghèo, nhưng người giàu hơn người nghèo ở một điểm là họ biết nắm lấy cơ hội và hành động. Thành công của một cá nhân nào đó mà bạn thấy chỉ là quả ngọt mà họ được gặt hái sau ít nhất 5 đến 10 năm ròng rã. Những gì họ có ở hiện tại chỉ để bạn ngưỡng mộ, nhưng không học hỏi được nhiều. Thứ bạn cần có nhất là biết họ đã gieo những hạt gì từ những ngày đầu tiên, không có nguồn lực, không có danh tiếng để bạn cũng có thể bắt đầu được như họ. Thế nên tìm đọc về cuộc đời những người thành công mà bạn ngưỡng mộ là một cách hay, đó là cách để có cảm giác có người đồng hành trên hành trình gian khổ của mình. Trong quá trình thực hiện ước mơ, bạn cũng gặp những thử thách, thậm chí là thất bại, nhưng đọc về những thất bại mà người thành công từng phải đối mặt bạn sẽ cảm thấy khó khăn của mình cũng là lẽ thường. Từ đó, bạn có quyền nỗ lực mỗi ngày, tin tưởng vào tương lai sẽ một ngày tươi sáng hơn, có được kết quả như người mà bạn đang ngưỡng mộ. Thất bại không phải là điều đáng sợ, mà nó chỉ giúp bạn có thêm bài học để không mắc sai lầm thêm lần nào nữa. Tuy nhiên, muốn thành công phải có sự kiên trì, có thể thành công ở ngay gần trước mắt mà bạn lại bỏ cuộc giữa chừng thì quả là tốn công vô ích.
Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe đến hết luận giải của Minh Đường Tử Vi. Mong rằng những dự báo trên có thể giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.